Chúng ta sẽ sang một cấu trúc điều khiển chương trình thứ hai, đó là cấu trúc vòng lặp. Cấu trúc vòng lặp có hai loại, cấu trúc vòng lặp for và cấu trúc vòng lặp while. Trong bài học này tôi sẽ giới thiệu với các bạn cấu trúc vòng lặp for. Tôi sẽ làm một ví dụ như sau để các bạn có thể hiểu được cấu trúc vòng lặp for. Vòng lặp for có nghĩa là chúng ta sẽ lặp đi lặp lại một chương trình, xin lỗi, lặp đi lặp lại một đoạn chương trình với số lần chúng ta chỉ định trước. Tôi lấy ví dụ, tôi sẽ có n của tôi bằng 10. Tôi sẽ sử dụng từ khóa for cho cấu trúc vòng lặp for. Và ở đây tôi có một biến gọi là biến chạy. Biến chạy của tôi sẽ để thể hiện cái quá trình lặp lại thì tôi sẽ sử dụng dấu bằng và cái giá trị đầu tiên của vòng lặp. Cái từ khóa thứ hai là dấu hai chấm. Dấu hai chấm sẽ hiển thị là cái quá trình chúng ta lặp đi lặp lại từ 1 cho đến n, và n ở đây bằng 10, tức là tôi sẽ thực hiện cái vòng lặp này 10 lần. Và kết thúc vòng lặp vẫn là từ khóa n, giống như trong bài học trước vẫn là từ khóa n. Chúng ta sẽ lưu là ví dụ 17. Trong cái vòng lặp này tôi sẽ thực hiện một câu lệnh 10 lần. Giả sử như tôi sẽ thực hiện một câu lệnh hiển thị ra bên ngoài: xin chào thế giới. Đây cũng là một vòng lặp hoàn chỉnh. Các bạn có thể thấy đây là một vòng lặp hoàn chỉnh. Tuy nhiên nó đang rất dễ và nó đang thực hiện một câu lệnh 10 lần. Tôi sẽ chạy chương trình này. Các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có 10 lần cái từ 10 lần cái chuỗi ký tự xin chào thế giới được hiển thị ra. Vậy thì khi chúng ta chỉ định số vòng lặp, chương trình sẽ thực hiện đi thực hiện lại n lần. Và n chúng ta do chúng ta chỉ định trước, tôi sẽ để n 100. Các bạn có thể thấy là số lần lặp là 100 tăng lên. Tôi sẽ làm một cái ví dụ thứ hai. Tôi copy từ ví dụ số 17 sang. Tôi vẫn để n của tôi bằng 100, số vòng lặp là 100. Bây giờ chương trình của tôi có tác dụng là tính tổng của 100 số tự nhiên liên tiếp. Đây là chương trình tính tổng của 100 số tự nhiên. Tôi sẽ để n số tự nhiên cho nó tổng quan. N số tự nhiên liên tiếp. Vậy thì tôi sẽ có tổng n. Các bạn có thể biết là cái tổng n của chúng ta nó sẽ bằng 1 cộng với 2 cộng với chấm 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 cho đến n. Đầu tiên tôi sẽ khởi tạo cho n của tôi bằng 0. Tôi cho y chạy từ 1 cho đến n. Và cứ mỗi một lần như vậy tôi sẽ thực hiện một câu lệnh, đó là n tôi sẽ gán bằng chính nó cộng với y. Các bạn có thể thấy là gì? Tại giá trị y bằng 1, n sẽ bằng 0 cộng với y, tức là bằng 0 cộng với 1 bằng 1. Khi y của chúng ta bằng 2, khi biến chạy y của chúng ta bằng 2, thì n của chúng ta lúc này nó sẽ bằng 1 cộng với y, tức là y lúc này đã bằng 2 rồi, tức là 1 cộng 2, lúc này n của chúng ta tổng thu được sau cái phép tính này sẽ bằng 3. Cứ như vậy cho đến khi n bằng 10 thì n lớn của chúng ta sẽ bằng n của quá trình trước đó cộng với 10, vân vân cho đến 100. Vậy thì tôi sẽ thực hiện cái đoạn chương trình để các bạn thấy. Cái phương pháp này người ta gọi là phương pháp cộng dồn. Cái thuật toán này là thuật toán cộng dồn. Thuật toán cộng dồn rất hữu ích trong việc tính tổng của các số liên tiếp, hoặc là tính tích của các số liên tiếp. Tí nữa chúng ta sẽ làm một ví dụ nữa để chúng ta có thể thấy rõ được cái điều này. Tôi sẽ hiển thị ra bên ngoài tổng của ta sẽ dùng toán từ nối. Các bạn nên nhớ là khi chúng ta muốn hiển thị ra bên ngoài chúng ta rất hay sử dụng toán từ nối, đó là dấu ngoặc vuông. Tổng của tôi sẽ biến cái n này thành một chuỗi ký tự, tôi sẽ dùng hàm 5 to str. Tổng của n, và chúng ta thêm một chuỗi ký tự nữa. Các bạn có thể để dấu cách ở đây để chúng ta có thể thấy cái ký tự này nó cách ra. Tổng của n số tự nhiên liên tiếp là hai chấm. Chúng ta lại dùng hàm 5 to str. Và chúng ta có tổng là n lớn. Tôi sẽ chạy chương trình. Trước khi chạy chúng ta sẽ lưu là ví dụ 18. Rõ ràng là chương trình đã được thực hiện. Và kết quả của ta là 5050. Tổng của 100 số tự nhiên liên tiếp là 5050. Ở đây các bạn có thể biến đổi chương trình bằng cách là chúng ta dùng cái hàm input. Hàm input chúng ta đã được học rồi, cho phép người dùng
hãy nhập vào số nguyên dương n bằng, và chúng ta sẽ đợi người dùng nhập vào số nguyên dương, giả sử là 200 chẳng hạn. Chương trình sẽ được thực hiện n bằng 200 và tổng của 200 số tự nhiên liên tiếp là 20100. Đây các bạn có thể để dấu chấm phẩy để chương trình không hiển thị ra bên ngoài. Và chúng ta trước đây chúng ta có thể dùng một câu lệnh là câu lệnh CLC. Câu lệnh CLC là câu lệnh xóa màn hình như chúng ta biết, hoặc các bạn có thể để thêm câu lệnh clear. Câu lệnh clear chính là câu lệnh xóa cái workspace của chúng ta. Tôi sẽ thực hiện lại chương trình. Hãy nhập vào số nguyên dương n bằng 200 chẳng hạn. Các bạn thấy là kết quả bằng 2020. Chúng ta làm một ví dụ nữa về phương pháp cộng dồn này, thuật toán cộng dồn. Và chúng ta sẽ vẫn sử dụng vòng lặp này. Chương trình này của tôi có tác dụng là tính giai thừa của một số tự nhiên. Như các bạn biết, giai thừa của chúng ta, giả sử tôi để là g, g lớn của tôi, giai thừa của chúng ta sẽ bằng tích của n số tự nhiên liên tiếp, 1 nhân 2 nhân 3, chấm chấm chấm, và chúng ta có nhân với n. Ở đây chúng ta sẽ vẫn sử dụng câu lệnh input. Và tôi sẽ khởi tạo giá trị của g. Thay vì khởi tạo giá trị của g bằng 0, nếu như chúng ta khởi tạo giá trị của g bằng 0 thì chương trình chúng ta nó sẽ không có cái gì cả. Vì các bạn biết là ở đây chúng ta là phép nhân. Tôi sẽ khởi tạo giá trị của g bằng 1. Tôi sẽ lưu là ví dụ 19. Và cứ mỗi tại mỗi một vòng lặp, g của tôi sẽ bằng giá trị g trước đó nhân với gì? Nhân với y. Nhân với y. Như vậy là các bạn có thể thấy là tại y bằng 1, g của tôi sẽ bằng 1 nhân với 1. Khi y bằng 2, cái g của tôi sẽ được update lên thành 1 nhân với 2 bằng 2. Tương tự như vậy, khi y bằng 3 sẽ bằng g bằng 6, và 4 thì bằng 24, vân vân vân, cho đến chúng ta tính tích liên tiếp của n số. Chúng ta sẽ chạy chương trình. Trước khi chạy chương trình, chúng ta sửa là giai thừa của n số tự nhiên liên tiếp là 2 chấm. Chúng ta sẽ thử. Ví dụ như là 6 giai thừa thì chúng ta sẽ có, xin lỗi các bạn, ở đây là tôi chưa sửa cái giá trị n này thành g nên chương trình sẽ không hiểu. Chúng ta sẽ quay lại cái màn hình để chúng ta có thể thấy, khi các bạn chạy lỗi chương trình ấy, thì trên phần mềm MATLAB nó sẽ hiển thị ra cái cảnh báo chúng ta biết. Và cái cảnh báo này nó sẽ chỉ luôn đích danh ở cái dòng lệnh nào. Ví dụ như đây là phần mềm đã chỉ ra là nó cái biến n này là cái biến chưa được khai báo, hoặc cái hàm n là hàm chưa được khai báo. Thế thì nó sẽ hiển thị ở cái dòng lệnh thứ 10, ở cái line 10 trong cái ví dụ thứ 19 của chúng ta, tức là cái câu lệnh dist này. Nó chỉ luôn cho chúng ta biết thì chúng ta sẽ tìm đến đây, và chúng ta tìm n của chúng ta chưa được khai báo thì tôi sẽ thay bằng g, hay là chúng ta làm như thế nào đấy. Chúng ta chạy lại chương trình. N sẽ bằng 6 và giá trị là 720. Vâng, 6 giai thừa thì rất là lớn. 6 giai thừa rất là lớn. Hoặc chúng ta có thể thử lại một lần nữa. Chúng ta có 3 giai thừa, 4 giai thừa bằng 24. Ok. Vâng. Các bạn có thể thử đối với các cái số lớn hơn nữa, để 90 chẳng hạn. Vâng, các bạn thấy là kết quả tính ra trong tích tắc và rất là lớn. Như vậy là chúng ta đã hiểu về cấu trúc của vòng lặp for.